Chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ các bạn 3 cách dựng một cái bánh răng Squid trong phần mềm Creo Parametric. Thì vào năm 2010, tôi nhìn một cái yêu cầu thiết kế là dựng lại cái bánh răng Squid. Cái bánh răng đó nó có cái biên dạng này các bạn. Đây, đây là cái profile của nó đây. Và cái profile này được xác định bởi một cặp phương trình XY, trong đó X thì bằng là XD trừ cho RC nhân cho đạo hàm của ID chia cho căn của bình phương đạo hàm XD và bình phương đạo hàm ID. Thì lúc này tôi phải giải quyết hai vấn đề. Cái thứ nhất là làm sao để mình lấy được cái tọa độ điểm đó. Và cái thứ hai nữa là cách nào để Creo nó nhận được tọa độ điểm này. Thì các bạn biết là trong phần mềm Creo, thời điểm này là năm 2010 các bạn, thì lúc đó nó còn là phiên bản là Pre-Genie Wi-Fi. Thì nó cho phép mình dựng một cái đường curve theo phương trình tham số trong tọa độ trụ, tọa độ cầu hoặc là tọa độ đề cát. Nhưng mà các bạn thấy rằng cái việc mà mình đưa cái phương trình này vào sẽ rất là khó, tại vì XY chỉ là cái phương trình cuối cùng thôi. Trước đó mình phải tính được cái XD, ID, tính được cái Y'D và X'D. Thì các bạn thấy cái phương trình của XD, ID đây là bằng R2 cos phi lằng ngoằng ở đây. Sau đó mình tính được XD, ID, mà phải tính tiếp được cái X'D, Y'D rồi mình mới ráp vào công thức cuối cùng như vậy. Cho nên cái việc là mình khai báo phương trình này trong thằng Creo á gần như là bất khả thi. Cái thứ hai nữa là bây giờ làm sao để mình trích xuất dữ liệu ra được từ cái phương trình này. Thì các bạn thấy cái phương trình này mặc dù nó phức tạp như vậy, nhưng mà khi mình bình tĩnh á, khi tôi xem xét cái phương trình này lại, tôi thấy rằng tất cả khi tính XD, ID thì các bạn thấy nè, tất cả thông số như là R2 nè, A nè, Z1 nè, nó là hằng số hết. Ví dụ như là A là bằng 6, R2 là 100. Tất cả là hằng số hết. Nó chỉ có một cái thông số biến thiên, chính là cái phi. Mà phi hồi nhỏ cô giáo có dạy mình là phi là bằng 2 pi t. Cho nên là tôi sẽ bắt đầu là tôi cho t chạy là từ 0 tới 1 đi. Tôi cho làm gì hồi ban đầu á là tôi cho là 100 điểm chia. Nhưng mà nó bị cái đường curve các bạn, nó bị hở ra một tí, tại vì nó không có khớp, nó cái độ giải thấp quá đó. Sang 1000 điểm thì nó ok. Và cách làm như sau. Các bạn thấy tôi cũng cho t chạy nè, đó tôi cho t chạy từ là 0 cho tới 1 nè, chạy 0 tới 1, mà ở đây thì tôi nhân 2 rồi, 2 pi t thì khoảng cách đó các bạn là cho là 0.02, tức là khoảng là 2 phần ngàn đó. Tôi chạy 1000 điểm như vậy rồi tôi mới tính là cái pi t nè, rồi từ đó tôi tính được cái xd, tính được cái id, rồi tôi tính được x'd, y'd, tôi lấy cái căn bình phương ở dưới của nó, rồi cuối cùng tôi ra được một tọa độ x, tọa độ y, và tôi có 1000 cặp điểm như vậy. Các bạn thấy tôi có 1000 cặp điểm như vậy nha. Đây. Tôi cứ kéo 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 nó chạy 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 thế này đây. Là đây. Sau đó tôi mới copy nha. Tôi mới copy cái 1000 cặp điểm này ra một cái file. Đây, các bạn chú ý cái file này á thì cái đuôi của nó phải để là IBL. Và bắt đầu vô có bốn câu như thế này, nhưng mà thần chú bằng Creo rồi đó. Open pointwise begin section begin curve, và tôi copy lại 1000 cặp điểm ở đây. Sau đó tôi mới vào cái anh Creo các bạn. Thời điểm đó thì nó có cái lệnh luôn, nó có cái icon, nhưng sau này tự nó bỏ mất cái icon đó, thì mình gõ vô mình kiếm vô là curve form file, mình chọn cái usage của nó, sau đó là mình nhập cái tọa độ đó vào các bạn. Đây tôi cho vào nha. Đây Circuit Gear. Tôi lấy cái đường là IBL.IBL, tôi import nó vào. Ngay lập tức có đường curve. Thì thời điểm đó thì tôi chưa có nghĩ được nhiều, tại vì rất là gấp, yêu cầu trong vòng chỉ có 3 ngày phải giao cái file cho người ta. Cho nên tôi làm cách này là rất là mì ăn liền, nhưng mà quan trọng là nó giải quyết được vấn đề ngay thời điểm đó. Là tôi có đường curve như thế này, từ cái việc là cái phương trình từ cái phương trình rất là phức tạp thế này. Tôi nhận thấy được là gì, chỉ có phi nó thay đổi, trên cho tôi cho phi bằng 2 pt cho tôi nó chạy, để là một cặp điểm như vậy. Thì nó rất là thủ công, mà quan trọng là thời điểm đó thì tôi làm được cái bài toán khi ta yêu cầu của tôi. Sau đó tới năm 2005 các bạn, thì tôi biết thì cái phần mềm là Matcat này tôi biết cái phần mềm Matcat này. Thì đây là một cái phần mềm tính toán chức năng, nó có hai chức năng, là một là soạn thảo những cái văn bản, những công thức toán học, và thứ hai là tính toán. Thì nó có cái ưu điểm là nó giống như mình viết trên giấy các bạn, tức là mình viết như thế nào thì đây mình sẽ viết giống như vậy. Các bạn thấy nè, tất cả các công thức đưa vào nè, nó y như tôi đi làm trên cái file PDF luôn, giống hệt như vậy. Nhưng dựa trên những thông số này nó tính toán được,
và tôi cũng cho là y từ 1 tới 1000 ha. Tôi cho phi bằng 2BT và tôi chạy, tôi cũng tính ra x, y. Thì so với cái việc trong Excel á, thì nó tính nhanh rất là nhiều và gõ không rất là nhanh. Tôi muốn 1000 có, tôi có 1000, có 2000, tôi muốn có 2000, tôi gõ vào thôi. Và tất nhiên tôi cũng phải xuất ra cái tọa độ x, y và cái câu thần chú này, và tôi xuất ra cái file nằm đây các bạn. Thì khi có cái file này rồi á, thì các bạn thấy nó là MOD đúng không nè. Để tôi có xóa nó chưa không biết. À, tôi xóa nó rồi. Các bạn xuất cái file này ra một cái, thì các bạn cũng có được cái file IPL giống hệt như là cái việc các bạn vẽ ở trong Excel mà thôi. Thì chi tiết cách làm này á, tôi có trình bày trong một cái clip trên YouTube rồi, các bạn có thể tham khảo thêm ở đây. Là cách tôi gõ công thức, tính toán và xuất dữ liệu ra. Và gần đây nhất, mới gần đây thì tôi học thêm cái VBA cho Excel các bạn, và tôi có một cách làm khác nó tiện lên rất là nhiều. Tức là tôi chỉ việc là làm ra một cái hàm nhỏ nhỏ, một chương trình nhỏ nhỏ, tôi nhập công thức vào, cho tôi nhập là 6 nha, khoảng lực tâm nè, số răng cho là 13 răng giống anh kia, R2 là 100, RC là 10. Và lúc này các bạn thấy rằng cái điểm tôi chọn á, là tùy ý, tôi muốn 1000 điểm, tôi muốn 2000 điểm, tôi muốn 3000 điểm, tôi chỉ gõ vào thôi. Và tôi không cần phải ngồi mà rê rê kéo 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 như trong Excel, mà tôi làm bằng cách cũ của tôi. Cho 1000 nhé. Tôi calculate một cái. Đây. Báo thành công và tôi có cái file IPL rồi. Thì cái file IPL nằm đâu? Các bạn thấy nó nằm ở trong cái Cyclic Gear ha. Các bạn thấy đây. Nó cũng ra cho tôi cái file IPL, nhưng mà tôi không cần phải làm nhiều cái bước thủ công giống như là tôi làm trong cái phần cũ nữa. Nên là tôi chỉ việc là tôi xóa này đi nha, tôi lên trên đi. Tôi xóa luôn cũng được. Rồi. Thì có IPL tôi đầm đơn giản bạn, tôi cũng dùng định curve form file thôi. Anh này anh cá đâu nè. Tôi cũng vô cái project nhưng mà cái current của tôi là Cyclic Gear VBA. Các bạn thấy này. Kết quả hoàn toàn tương tự. Và bây giờ nếu như tôi muốn đổi thành ví dụ như là 14 răng, đấy có 13 răng nha, 13 răng thôi. Tôi muốn thành 14 hoặc 15 thì tôi chỉ việc là này tôi gõ vô bây giờ là cũng là 6 đi nha. Tôi muốn là 14 răng. Ví dụ là 100 đi, những là 10. Tôi muốn ví dụ như 1500 điểm. Tôi calculate một cái. Rồi, ok. Và lúc này trong cái Creo này cái nè, tôi sẽ check status lại nha. Tôi check status lại. Nó là gì? À, hồi ban đầu tôi nhập vô vào lúc là 7:43. Và bây giờ cái vẹn mới của nó là 7:44. Thì tôi sẽ chỉ việc là tôi update nó lên thôi. Đây. Bây giờ nó là 14 răng các bạn. Thì các bạn thấy rằng là nếu như mình làm được trong Excel mà mình viết một chương trình con nhỏ 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 nó rồi á, thì mọi việc rất là đơn giản so với việc là mình ngồi mình làm thủ công. Thì đó cũng là một cái điều tôi muốn chia sẻ, đặc biệt là với các bạn trẻ, là khi các bạn còn đủ nhiều thời gian á, thì nên học cho mình một cái công cụ lập trình. Tại vì nó sẽ là cái công cụ giúp cho bạn là nâng cao được cái năng suất khi mình làm việc với phần mềm CAD CAM. Thì ở đây các bạn thấy rằng á, là tôi vẫn còn một cái hướng để phát triển tiếp. Tức là thay vì tôi phải làm một cái chương trình trong Excel tôi liên quan, thực ra thì tôi sẽ viết một cái chương trình ngay trong Creo luôn. Tại vì Creo này hỗ trợ các bạn tới là 3 cách lập trình, có thể là Visual Basic, có thể là C, có thể là Java, hoặc là một cái tool gì mới của Nhật Bản nữa, đó là các bạn có thể lập trình và add thẳng vào Creo. Thì cái đó tôi không cần thiết là phải vẽ Excel mà đổ qua nữa. Đó là cái hướng đi mới, khi nào làm được tôi sẽ trình bày các bạn sau. Rồi, cảm ơn các bạn.